Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm hoạt động 2, mục 2 La Mã, trang 23, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Hoạt động 2 của chúng ta là hãy ước lượng thời gian đi bộ một vòng quanh lớp học. Có thể dùng cách đếm nhẩm từ 1 giây, 2 giây, sau đó kiểm tra kết quả ước lượng bằng đồng hồ. Ở đây chúng ta thấy rằng tùy thuộc vào độ rộng của mỗi lớp học, ta có thể ước lượng được việc ta đi bộ vòng quanh lớp học hết bao nhiêu giây. Ví dụ ở đây thì cô ước lượng rằng thời gian để cô đi bộ một vòng quanh lớp học là vào khoảng 20 giây. Và để kiểm tra việc ước lượng của cô có chính xác hay không thì cô sẽ sử dụng đồng hồ bấm giây để kiểm tra trong quá trình cô đi bộ quanh lớp học nhé. Và ở hoạt động mục 2 này thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Ta ước lượng. Đầu tiên là chúng ta sẽ trả lời là ước lượng thời gian đi bộ. Một vòng quanh lớp học. Khoảng 20 giây. Ngoài ra thì các em có thể đưa ra những con số khác tùy thuộc vào diện tích lớp học của chúng ta nhé. Sau đó để kiểm tra, chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ bấm giây. Sau đó, dùng đồng hồ bấm giây để kiểm tra. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong hoạt động 2, mục 2 La Mã, trang 23, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.